Ở video này mình sẽ nói đến các cái external measure, là các cái độ đo mà dùng nội tại cái dữ liệu, không dùng thông tin bên ngoài. Thì internal measure thì mình có cũng có nhiều độ đo ha. Ở đây liệt kê một số cái độ đo phổ biến này. Thì ở cái bài này thì mình chỉ nói đến ba cái độ đo màu xanh này thôi. Còn những cái độ đo khác thì mình không có đề cập. Nếu bạn nào quan tâm thì mình có thể để search. Chỉ cần xem cái wiki là cũng đủ rồi. Nó có đề cập hết những cái độ đo này. Thì các internal measure, bởi vì nó là độ đo nội, độ đo tức là không dùng thông tin bên ngoài, sử dụng nội tại cái thông tin của dữ liệu. Cho nên nó sử dụng là gọi là intra-cluster, intra-cluster similarity, cái độ tương tự giữa các cái đối tượng dữ liệu ở trong cùng, hay nó còn gọi là độ độ compactness, cái độ gắn kết, độ dày đặc của các cái điểm dữ liệu trong trong cùng, và intercluster separation là cái độ phân tách giữa các cái cụm. Một cái là nó đo cái mức độ gắn kết của các cái điểm dữ liệu trong cùng cụm, và nó đo một cái là nó đo cái mức độ tách biệt giữa các cái cụm. Thì thường hai cái mục tiêu này nè, mình muốn intercluster nó phải nhỏ và intercluster nó phải lớn, không? Để các cụm nó phải tách biệt nhau và những cái phân tử trong cụm thì nó phải gần nhau. Thường nó có sự đánh đổi trong cái việc optimize hai cái mục tiêu này. Mình vừa muốn cái này nhỏ mà vừa muốn cái này lớn thì cả hai cái khó mà đạt được cùng một lúc đồng thời. Cho nên là phải có sự đánh đổi, phải sự cân bằng giữa hai cái mục tiêu này. Thì các cái internal measure nó dựa trên cái ma tròn khoảng cách. Cái ma tròn khoảng cách là ma tròn giữa các cái điểm dữ liệu với nhau. Và của từng cặp điểm ha. Thì cái ma tròn khoảng cách ở đây mình gọi là cái W, là bằng delta XE, XG có nghĩa là cái khoảng cách giữa phần tử XE và phần tử XG, với EG là chạy từ 1 tới N. Delta EG là bằng cái đây là Euclid distance, chuẩn của XE và XG, chuẩn 2. Mình nhớ chuẩn 2 là mình biết rồi không? Chuẩn 2 là chính là tổng của XE, XIK trừ XJK. K là chạy từ 1 tới D, giả sử có D chiều của mũ 2. Và tất cả cái này là lấy căn bậc 2. Chuẩn 2, chuẩn 2 là cái này. Nếu mà chuẩn tổng quát lên chuẩn B, thì nếu mà tổng quát lên chuẩn B nó là mũ B. Nó là mũ B. Đây là một phần B. Cái B này nó có thể là bằng 1. B nó bằng 2. Là B bằng vô cùng luôn. Vô cùng. Thì cái ma tròn khoảng cách, ma tròn khoảng cách là cái ma tròn nó đo cái sự gần nhau giữa các điểm dữ liệu, ở đây x1 nè, x2 nè, chấm chấm tới xn nè, đây là x1 nè, x2 nè, chấm chấm tới xn nè. Thì cái ma tròn này á,
ở giữa đây là 0 hết đúng không? Thì mai trận này là mai trận đối xứng, cho nên là cái phần ở dưới này với phần ở góc bên trái, bên dưới và bên trên là nó đối xứng nhau. Thì ở đây người ta ví cái ma trận này là một cái ma trận kề của một cái đồ thị đầy đủ với n điểm và với cái tập nốt đó là V, là bằng tập tất cả điểm XY, và tập cạnh đó là tập tất cả các điểm cái cạnh nối là XY với XZ, với XY XZ thuộc D, và cái trọng số của cái cạnh đó tính là WEZ. WEZ nó mô tả cái khoảng cách giữa các phân tử. Thì cái clustering C nó được xem là một cái cây quay cus trong cái cái đồ thị RG từ thị đầy đủ của n điểm cho trước con S và R là tập con của V. Thì WSR nó được định nghĩa là sum of ways upon S, có nghĩa là tổng trọng số của tất cả các cành với một đỉnh trong S và một đỉnh còn lại trong R. Thì ở đây mình hình dung mình có hai cụm đây ha, và thì ở đây cái đó nó tương ứng với cái hình ảnh này thôi, nối tất cả các cái cặp điểm lại với nhau, đo cái tổng trọng số của tất cả các điểm ở tập S này với tất cả các điểm của tập G này. SR này, cái WSR nó bằng tổng cái trọng số, thì cái này chính là WEZ của S và R. SR là tập con của tập đỉnh, tập đỉnh gồm tất cả các cái điểm dữ liệu. Thì cái phần bù của S đó là bằng V trừ S. Thì tổng mình gọi là tổng intra-cluster. Intra-cluster và inter-cluster. Intra có nghĩa là bên trong cái cụm, còn inter là giữa các cụm. Đây thì cái tổng này là inter-cluster này. W, còn intra cluster nó là cái này nè, đó, những tổng các phần tử trong khoảng cách giữa các phần tử trong cụm với nhau. Thì nó là tổng của y chạy từ 1 tới k của WCICI, tức là một phần tử của CI và một phần tử của CI, nhưng mà vì nó trùng nhau cho nên đây mình lấy 1/2. Rồi cái ao á thì là CI và not CI. CI và not CI. Y chạy từ 1 tới K. Là bằng W của CI, CZ. CI, CZ với mọi cặp EZ. Y chạy từ 1 tới K trừ 1 và Z chạy từ Y cộng 1 tới K. Bất cứ, thí dụ như nếu mình có một cụm nữa thì nó sẽ là tổng của cái này, không? Tổng của cái này. Đó. Đây là tổng trọng số ha, W in và W out. Thì số lượng intra cluster và
Đây là inter ha, inter ghi nhầm, inter cluster. N in ha, n in là trong mỗi cụm. Trong cụm thứ y thì nó sẽ có tổ hợp chập 2 của y phần tử ha. Với y chạy từ 1 tới k là nó bằng 1 phần 2 nhân ni cộng 1 chia 2. Còn n out là giữa các cái cụm để mình tổng y chạy từ 1 ni nhân nz. Ở đây có bao nhiêu điểm, ở đây có bao nhiêu điểm thì nó sẽ có ni nhân nz cặp điểm. Cái công thức chỗ đây nó có nhầm lẫn không ta? Nên chỗ này hình như là dấu trừ ha. Dấu trừ hay dấu cộng? Bởi vì nếu mình tính tổng tổng tất cả các cặp thì có n điểm thì sẽ có n n nhân n trừ 1 cặp chứ ha, n nhân n trừ 1 chia 2 cặp. Chỗ này như là hình như xem là dấu dấu trừ chứ không phải dấu cộng. Thì đây là các cái đại lượng cơ sở ha. W in, W out, rồi N in, N out. Từ các cái đại lượng cơ sở này định nghĩa cái độ đo beta CV. Beta CV là tỷ lệ của min intra cluster với min inter distance. In intra cluster distance và inter cluster distance. Thì nó được tính là beta CV, nó được tính là bằng W in chia N in, lấy tất cả chia W out chia N out. N in với N out là mình định nghĩa bên đây. N in với N out. Và W in và W out, W in tổng trọng số của tất cả các cái cạnh ở trong cùng một cụm, và tổng trọng số của các cạnh ở các cụm khác nhau, ở cụm này với cụm kia ha. Đây mình chỉ là thế cái kết quả mình ở cái slide này vô bên bên cái slide này thôi ha. Mình đã định nghĩa W in, N in và W out, N out rồi. Thì ở đây là intra cluster là nó đo cái ở trong một cụm, còn inter cluster là giữa các cụm. Thì cái tỷ số này, cái tử số chia mẫu số, cái tỷ số tử số chia mẫu số này nó càng nhỏ thì càng tốt, bởi vì cái này là trong cụm mình muốn nó càng gần nhau càng tốt, mà giữa các cụm khác nhau mình muốn nó càng xa càng tốt, nên cho nên cái tỷ lệ này nó càng nhỏ thì càng tốt. Thì cái đó là beta CV. Cái độ đo tiếp theo nó là C index. Đây mình định nghĩa là gọi W min của N in là tổng của tất cả cái N in nhỏ nhất. Thì đó là, tức là trong tất cả các cái cụm, trong tất cả các cụm thì cái cụm nào mà nó có tổng in W in nhỏ nhất á, thì cái cụm đó được xem là
W min, nó có cái giá trị W min n i. Để giả sử mình có 3 cụm thì W in của cụm số 1. Mình gọi tạm gọi ở đây là của C1 đi. W in của C2 và W in của C3. Thì trong ba cái mình chọn ra cái nhỏ nhất, ví dụ như cái C1 là nhỏ nhất, thì cái giá trị W min n in này chính là giá trị nhỏ nhất này ha. W max n in là tổng của cái khoảng cách n in lớn nhất trong W. Thì mình lấy cái C index đó, nó bằng W in trừ cho cái W min, chia cho W max trừ cho W min. W in là mình định nghĩa ở trước đây rồi. W in này tổng tất cả những cái cụm, tổng tất cả các cái cặp của trong cùng một cụm. Còn W max là tổng của cái cụm lớn nhất. Đây là W min là tổng của cái cụm nhỏ nhất. Thì cái giá trị này nó nằm trong khoảng từ 0 tới 1. Tương tự như là beta CV ở trên này ha. Giá trị này càng nhỏ thì càng tốt. Một cái độ đo nữa là độ đo CQS coefficient, là hệ số CQS. Thì cái CQS này nó tính cho từng điểm dữ liệu. Thì ở đây mình khi mình xét một cái điểm dữ liệu và tất cả những điểm dữ liệu khác, xét một điểm này với những điểm khác, thì mình tính tổng khoảng cách tới tất cả cửa điểm ở đây là xi nào đó ha. Tính ở đây là mình tính theo công thức ở đây là mu in của xi. Mu in là min distance từ xi đến các điểm cùng cluster với nó, tức là ở đây các điểm này nó trong cái cluster của xi. Tính trung bình khoảng cách, mình cộng khoảng cách lại hết rồi tính trung bình thì nó ra được cái mu in xi. Cái mu in xi. Và thứ hai á là cái mu out min. Là min distance từ xi đến các điểm thuộc cái closest cluster, là trong tất cả các cluster này. Xi này á tới cái cluster nào là nhỏ nhất á thì nó sẽ chọn cái đó là mu out min. Trung bình ha, tính trung bình khoảng cách. Ví dụ như chỗ đây á là 10. Chỗ này là 15. Trung bình ha, tính trung bình khoảng cách thì nó sẽ chọn cái cụm này là nhỏ nhất, để là mu out. Ở đây là mu in. Mu out mà lấy min ha. Lấy chọn cái nhỏ nhất. Còn ở trên đây là mu in là trung bình của tất cả các cái điểm khác tới cái xi này. Xi. Vậy là
cái SI nó được định nghĩa cho từng cái điểm dữ liệu data point, từng data point ha. Và nó được định nghĩa dựa trên cái mu in và mu out min. Thì cái SI nó được tính là bằng mu out min của SI trừ cho mu in của SI chia cho max của cái này, max của mu out min với lại mu in SI. Thì cái giá trị này á nó có thể nằm trong khoảng từ trừ 1 tới 1. Cái trường hợp trừ 1 á, trường hợp mà âm á, là nó rất là tệ. Tệ theo nghĩa là bởi vì khoảng cách mu out, mu out là cái từ DPSI mà tới các cái cụm, tới cụm khác. Và nếu mà nó âm nghĩa là nó sẽ khoảng cách từ SI tới cụm khác nó nhỏ hơn khoảng cách từ SI tới các phân tử trong cụm. Vậy là trường hợp như vậy rất là tệ. Khoảng cách tới các điểm trong cụm mà nó còn lớn hơn khoảng cách tới cái cụm khác, nghĩa là nó phân kết quả gom cụm nó phân không có tốt. Thằng SI đây giống như nó bị phân cụm sai vậy đó. Thì trong trường hợp đó nó mới âm, còn hầu hết trường hợp nó sẽ là nằm trong khoảng từ 0 tới 1. Và trong trường hợp nó càng gần một thì nó càng tốt, càng gần một có nghĩa là cái mu out này nó vượt trội so với cái mu in này, tức là cái mu in nó nhỏ và cái mu out này lớn. Thì trong trường hợp này các cụm nó phân tách nhau khá là rõ thì trường hợp đó là tốt, còn nếu mà nó gần không có nghĩa là nó không có đủ tốt, còn nó bằng mà nó âm thì nó rất là tệ, có nghĩa là nó giống như nó bị phân cụm sai rồi. Thì cái C-Hurwitz cho từng data point SI mình sẽ tính cho từng điểm dữ liệu, và C-Hurwitz coefficient là tính trung bình thôi, trung bình của tất cả các điểm dữ liệu, và mình lấy trung bình cho từng cái điểm data point Y từ 1 tới N. Đó là C-Hurwitz coefficient. COS coefficient là một cái internal measure. Thì tất cả các internal measure mình thấy nó đều dựa trên cái khoảng cách hết. Tất cả các internal measure, bởi vì nó chỉ dựa bản thân chính dữ liệu thôi, cho nên là mà trong bản thân dữ liệu thì chỉ có cái hàm khoảng cách thôi. Nên nghĩa dựa trên cái hàm khoảng cách giữa các cái điểm dữ liệu với nhau, và giữa các cụm, giữa các phần tử trong cụm.